Mến chào quý cô chú và quý anh chị nha. Thì lời nói đầu tiên Út Hà cũng mến chúc quý cô chú, quý cô anh chị thật nhiều sức khỏe. Và Út Hà cũng làm cái clip này, Út Hà xin chào em Mai Thi. Thì hôm vừa rồi á, thì cái số tiền quỹ của em gửi cho Út Hà để trao cho những hoàn cảnh nghèo, bất hạnh, khó khăn. Thì Út Hà có cộng sổ lại thì nó dư được 340. Cho nên là hôm nay Út Hà cũng thay mặt em Mai Thi để đây đến đây để thăm hoàn cảnh của ba cha con. Có một người con thì bị tật nguyền ha, rồi còn một đứa thì cũng không có tật, nhưng mà vì hoàn cảnh quá nghèo nên là vợ chồng phải chia tay. Bây giờ thì cha đi bán vé số hàng ngày để nuôi hai đứa con bệnh tật. Một đứa thì bị bệnh đó, giống như là nó bán thân bắt lội, nó chỉ biết lết vô lết ra thôi chứ cũng không biết làm gì. Còn một đứa thì cũng đi giữ dịch hay là làm gì cho ở xóm vậy đó, rồi cũng rất là xót xa. Thì Út Hà giới thiệu sơ lược về hoàn cảnh, thì Út Hà cũng mời cả nhà mình để vào xem hoàn cảnh của hai em. Thì thẳng tiện đây Út Hà cũng đi trao một cái phần quà nhỏ của Mai Thi, phần quà nhỏ nhưng tấm lòng lớn, để trao đến cho hoàn cảnh một cái tinh thần tương thân tương ái, ấm áp tình người, để mình chia sẻ cho những cái hoàn cảnh được no cơm ấm áo cả nhà. Dạ thôi xin mời cả nhà mình để vào xem hoàn cảnh nha. Dạ 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 chào em. Làm gì anh? Đây là cái hoàn cảnh dạ. Của bé nè. Ủa bữa nay làm gì vậy? Cá lóc chiên muối hả? Trời ơi, làm mồi gì bén gì? Vậy đó hả? Cá lóc chiên muối. Rồi xong cuộc đời thì con rồi con ơi. Dạ tại được giảng Tây Phương con ơi. Cá lóc thì cũng có vô tình gặp của chị, thì đây là khuôn mặt của chị Út Hà Long Xuyên, là của chú chị. Thì hôm nay Út Hà đi thì cũng có đồng hành với lại Lâm An Giang để đến quay hoàn cảnh. Thì vừa rồi em Lâm hình như cũng có trao quà cho hoàn cảnh á. Thì Út Hà cũng thay mặt Mai Thi cũng đến đây để trao quà. Ôi da nó nhảy lung bung bèn hết trơn luôn đó. Chết rồi chị. Cái gì con? Mằng rồi. Cho qua rồi. Mằng rồi đâu, mằng thấy nó nằm còn mới tinh chổng kìa. Rồi đi dép banh chảnh trơn rồi. Mấy hôm gà con khỏe không? Con có ăn ngủ gì được không? Rồi con bệnh này là từ nhỏ đến giờ hay gì? Hay là lớn lên con mới bị bệnh? Con nằm gì đó. Hồi nhỏ lớn luôn hả? Rồi thấy thương quá vậy. Vậy con có thể giống như con vịn đứng được không? Không luôn hả? Cứ ngồi vậy không? Muốn đi vô trong thì ba ẩm vô hay sao? Không được, nó đau. Không phải, nhưng mà khi con tối con vô ngủ thì ba ẩm vô. Đứng được, con ông đã đứng được, đau. Rồi hổm gài mẹ con có điện về nữa không? Cái bữa con lên mạng con tìm mẹ đó, mẹ có điện về không? Tới nay không điện hả? Chắc có lẽ là trừ mẹ con chưa thấy video. Mai mốt mẹ con thấy là mẹ sẽ liên hệ với con. Rồi bữa nay con có nhớ số điện thoại của ba, con đọc lên đi để cho. Tại vì á, lúc trước mẹ con điện con cho con biết. Mẹ con điện con là cái số điện thoại khác. Nhưng mà giờ chút hỏi ba coi ba có cho phép cho không nha. Chứ như ba có cho phép thì mình đọc số lên. Tại vì lúc lâu rồi mẹ không liên lạc được, nhiều khi là không có số điện thoại, tại vì hồi lần xài sim khác không mượn cả. Cho nên đó là con biết không có người mẹ nào mà bỏ con hết trơn nha rồi. Tại vì là không cái có số điện thoại. Dặn dò gì con tập trung con nói chuyện rồi đó, cưng nói đi. Thì ý là Út Hà khuyên cưng là cưng nhớ mẹ, thì cưng mượn cái đường like của Út Hà để cưng nói đi, cưng nói cưng nhớ mẹ hay gì đó. Thì chút hỏi ba coi có cho số điện thoại được. Nhớ mẹ. Đó vậy hả, con nhớ mẹ lắm hả?
con muốn làm sao, con muốn mẹ về thăm con một lần hay gì đó, con nói đi. Mẹ thăm một lần đi vậy hả? Muốn mẹ về thăm con ha. Có nói gì nữa không? Nói gì nữa không? Con nói gì nói đi, con nói rồi mai mốt mẹ con thấy được cái clip này nè. Con biết nói gì cho hả? Nó lớn là con nhớ mẹ rồi, con muốn mẹ có mua quà gì cho con, hay là nấu ăn cho con, hay là sau đó con phát tâm lên đi con. Mẹ mua quà gì à? Mua quà là mua gì? Con ý con muốn mua gì? Con thích mua gì? Con nói đi. Mua gì? Trong lòng con có muốn mua, ham muốn cái gì, sắm gì không? Con sắm điện thoại vậy? Sắm cái điện thoại hả? Biết xài điện thoại không? Biết hả? Vậy là con muốn ham sắm cái điện thoại. Sắm điện thoại để con hàng đêm con rảnh con nói chuyện với mẹ ha. Rồi để mát cho, để giống như là ai ăn hiếp con là con mát đó, đúng không? Rồi, cảm ơn con nha. Ở nhà không mà ai đâu ăn hiếp. Ngồi đây một bữa thôi. Em trai mắc cỡ nè. Thì em của này. Rồi con cái này công việc con làm gì? Đứng gì Út hỏi chuyện chút coi, mắc cỡ gì? Chưa có việc gì làm hết trơn hả? Con có đi ghe mà con nghỉ đi rồi. Vậy hả? Con đi ghe và con nghỉ đi rồi hả? Dạ. Rồi sao mà công việc người ta nghỉ hay ta là người ta cho mình nghỉ con? Con nghỉ. Sao con không đi làm kiếm tiền mình xài mà con nghỉ ở nhà, tiền đâu xài con? Dạ. Nuôi tiếp. Vậy đó hả? Mất nuôi tiếp anh hai, anh ba đi bán vé số đúng không? Dạ. Nhiều khi ỉa đái đồ đó ha. Tội nghiệp quá. Em Ti làm trong bếp rồi chưa em Ti? Con muối trống hả? Vui không? Bữa nay được ăn món ngon hả gì? Sao thấy trong lòng con vui vậy? Cá lóc bò con tráng cho má mẹ gì? Ờ, ngon không? Vui không? Vui lắm hả? Cái món cũng là đơn thuần thôi mà tội nghiệp cho những hoàn cảnh nghèo đó cả nhà. Nghe thấy gan con cá lóc nướng mừng lắm, mặt hăng quang lắm. Chào em gái ha. Em vậy hả? Cháu kêu bạn gì? Cô. Ừ. Bệnh này hồi nhỏ tới lớn hay sao cơ? Vậy làm sao chị được? Đó đây là tắm rửa toàn bộ là nhà cửa nó lại dẹp không. Vậy đó ha. Với mẹ em nha, mà mẹ em mới mất cây thôi. Nhà cửa đó là một tay lên dẹp. Ai cũng đi qua lại cho em tắm rửa hết sớm. Giúp giải cho cha con được thì em cũng cảm ơn trong ngoài nước này nọ anh bà con cô bác cũng ơn nhiều. Dạ. Chị bỏ đi về bên nhà bên kia là bao lâu rồi chị? Dạ mẹ được con nói thằng này đó. Dạ. Rồi nhà mẹ được giờ còn không hay là bán rồi? Còn mở nữa bà chị của em á. Dạ. Mà thì hiện tại em đang năm con mà hận cho lớn em thì nó ở trong nội. Dạ. Còn em thì nó muốn tiếp xúc gì không mà nhỏ mới đẻ được ta tháng mới đúng. Vậy ha. Bây giờ chị có đi làm công việc gì không? Đi làm lò sấy mà bị mới nhận qua bị sấy mềm bị bên tải nó quấn mình thấy tại tại ghê vậy. Ừ. Rồi lúa bị cực thì sống không có màng nổi thôi, giờ năm nó bốn nó nở thì giờ không biết sao sống với sao rẻ bây giờ thì cũng có chị cho rẻ chấp nói nữa hả? Phải chấp nói sợ nuôi con em nổi. Con em thì ăn học không có tới nơi tới chốn luôn. Con gái bây giờ nó ăn học quá mà bây giờ nó mẹ cho con học mà đâu có đủ tiền mà lo cho nó học. Nó học lớp mấy rồi? Học 6 rồi chị. Chị cho em xin lại thông tin của chị là chị tên gì đó chị? Trần Kim Lý. Dạ, rồi chị bây giờ là hiện nay là mình ở xã Hoàng là ở khúc nào xã Hoàng vậy? Ở nhà sát bên, cũng gần đây nè, có lớp nhà thường đang dọn dẹp này. Ở nhà của bao nhiêu việc
Cái gì con? Con nói gì? Con nói gì? Cô ruột con hả? Cô bà con hả? Cô bà con chứ không phải cô ruột ha. Dạ, đây là gia đình của em Ti, ba cha con của em Ti đây nè. Đây ngủ chiếc chiếu một nát hết trơn rồi cả nhà ơi. Bữa nay con cuốn chiếc chiếu ra đi. Thì cô Út có qua mua cho hai cha con một hai chiếc chiếu kìa. Út đợi ba con ra, Út nói con cuốn chiếu dẹp đi. Chiếc chiếu này nó bị một nát hết rồi, cái độ mục của nó mục xuống rồi, nó ẩm ỉ quá tràn luôn rồi, thấy tội nghiệp quá cả nhà, xót xa quá luôn. Chiếu nó mục nó nhèo tan tành hết trơn nè. Thôi ba con ra để về Út trao chiếu với trao tiền nè. Thì cái gì xin tiền hả? Xin tiền mua gì vậy? Mua thuốc uống hả? Con bệnh sao? Nước uống. Thì con bệnh sao mà mua thuốc uống? Mua ngọt uống đó. Mua nước ngọt uống hả? Xin tiền mua nước ngọt uống đúng không? Rồi cho hai anh em mua hai chai đúng không? Rồi đây Út Hà cho liền. Quá đẹp luôn rồi, quý vị. Út Hà cho tiền mua nước ngọt uống luôn. Hai chai, hai chai phải không? Nước đá nữa nè. Đá luôn kìa. Rồi bữa nay có cô Út qua thăm con vui không? Mày gì đó. Vui không? Thì chiếc chiếu như vậy nè, tan tành thể xác hết trơn nè. Rồi một chiếc thì đem trả dưới đất luôn rồi nè, tại vì Út Hà nói bữa nay cho chiếu mới. Út Hà nói cho chiếu mới nên là mua đem bỏ chiếc chiếu rồi. Chào chú Ti nha. Thì hôm nay Út Hà thay mặt cô Mai Thi đến đây để cho cô Mai Thi trong cái tiền quỹ của cô đó, Mai Thi còn lại 340, thì Út Hà thêm vô 60 nữa là chẳng 400, mà mua hai chiếc chiếu 208 thì còn lại dư 120. Út Hà cũng trao cho hoàn cảnh luôn nha. Nè Ti ơi, thì Mai Thi để trong tiền quỹ. Trời ơi đi hoài sao quay được ta, đứng đây nói chuyện chút xíu thôi Ti. Đi hoài sao quay. Đi hoài luôn ha, đưa tiền cho thằng này luôn à. Gì vậy hả? Đứng người ta quay chút xíu đi. Nói chuyện với bên cổ hàng chút xíu đi anh Ti. Trả lên thôi, trả lên thôi. Nữa này dạ. Ăn con cá lật ngửa ra nó mới chín, cái cổ cúp nó mới chín được. Bữa nay là vừa làm cha vừa làm mẹ nè quý vị. Bữa nay gì từ hôm đó đến giờ luôn, lúc nào cũng làm cha làm mẹ luôn mà. Ban ngày làm cha, tối làm mẹ. Mười mấy năm rồi chứ. Đi mười mấy năm rồi phải anh Ti? 13 năm rồi. Sao không lấy tay á anh Ti, để làm nóng rồi, làm cha làm mẹ luôn. Rồi vậy đó, để nắp lại đi, vậy nó mới chín được cái củ cúp nó. Rồi. Cái này chắc là nấu qua học anh Ti quá. Về món là gan ướt cá lóc nha. Rồi ngồi đó đi, hỏi chuyện chút xíu thôi. Anh ngồi chung với cháu Di đi, để cho cô bác ở đây mà. Coi chừng ngồi đầu đẳng nó sập vô. Dạ thì hôm nay Út Hà có đến thăm gia đình của em Ti. Thì vừa rồi đó, cái phần tiền quỹ của Mai Thi còn dư 340. Út Hà cũng trợ thêm 60 nữa đi cho chẳng 400. Thì đi mua hai chiếc chiếu để cho gia đình em là 208. Thì còn dư là 120, Út Hà cũng gửi cho em Ti nè. Coi nè con, thủ quỹ hả? Sao không ai chịu nhận chứ hả? Ba không nhận, con không nhận nữa, Út bỏ túi à. con nhận xong rồi con phát cuộc phát tâm, phát nguyện thì sao? Con nói con cảm ơn cô Mai Thi đi. Con cảm ơn cô Mai Thi. Cảm ơn cô Mai Thi. Con chúc cho con. Biết chúc không?
chúc cho cô nhiều sức khỏe. Em cũng sợ quá Mai Thi ơi. Thì hôm nay Út Hà đến đây thì cũng đại diện gia đình mến chúc cho Mai Thi và gia đình thật nhiều sức khỏe để mình làm công việc bình an trong cuộc sống, để có việc để mình giúp cho những hoàn cảnh thiện nguyện như thế này thật là quý báu Mai Thi ơi. Nó ba cha con vợ bỏ đi rồi nên là lại đây quay, nhiều khi mình nhắc nhở cái chuyện vợ con nên ảnh buồn, ảnh không có chịu tiếp xúc, giống như là mình gợi lại cái nỗi đau của ba cha con nó. Nhưng mà tội nghiệp cái thằng bé bị nè, bệnh nè, nó nói luôn lúc nào quay nó cũng nói nhớ mẹ hết trơn á, thấy thương quá. Thì Út Hà cũng xin gửi gắm mẹ con tên gì? Tên Trần Thị Thảo. Trần Thị Thảo. Út Hà cũng gửi gắm em Trần Thị Thảo ơi, nếu mà em có xem được cái hoàn cảnh này, em thấy được hai đứa con thì em hãy về thăm con nha cưng. Bởi vì con mình là nấm ruột của mình đó cưng, dù hoàn cảnh nào mình cũng đừng bao giờ bỏ con tội nghiệp nữa. Nó nhớ mẹ nhiều lắm đó. Út Hà nhắn nhủ như vậy thôi. Thôi thì Út Hà cũng còn rất là nhiều công việc nên Út Hà cũng xin kết thúc cái đường live ở đây. Mến chúc quý cô chú quý khán giả thật nhiều sức khỏe nha. Dạ rồi, Út Hà hôm nay còn đi xuống chùa Kim Bủ ở Sa Đéc nữa. Rồi lấy hai chiếc chiếu, bỏ hai chiếc chiếu này đi nha con, để hai chiếu này vô. Rồi theo như hàng tháng Út Hà nói là cứ đầu tháng Út Hà đem phần quà gạo với lại nhu yếu phẩm để qua cho cha con ha. Rồi thôi, Út Hà xin kết gì con. Rồi xin kết thúc mà em ở lại quay nha, mà Lâm An Giang để ra đút ăn hả? Lâu chín lắm ạ. Thiếu chín tới giờ.